Sao sập vậy chị? Chị nói bậy. Thank you.
buồn của Bụn. Bụn buồn quá. Giờ sao? Bụn buồn. Cái dĩa xoài với chén mắm ruốc trước mặt em không thèm luôn á, làm mọi người biết buồn cỡ nào rồi đó. Em không thèm ngó ngàng gì tới nó luôn, bây giờ em không quan tâm nữa rồi. Ít thôi nhé em hỡi môi.
buồn chiều thường hay đưa đón, đón em đến tương lai sẽ thương như hiện tại. Ít thôi nhé em hãy để hiểu thói quen nhau, để đêm đêm khắc sâu những yêu thương nhiệm màu. Ít thôi nhé không cần nhiều thật nhiều vì anh đã hứa, hứa sẽ mãi bên em đến khi em còn chờ. Đắng quá. Gì đắng? Đắng nào? Không ngon một chút nào luôn. Mang về về à, 7 ngày luôn 7 ngày à, buồn buồn quá. Công ty báo là đang xin chưa được à, buồn buồn quá. Đêm đông nhớ ai, đêm đông cô đơn vắng anh. Cơn mưa lắc sao, cơn mưa nhớ ai. Ôi hạt mưa rơi khóc đầu. Anh đang nơi đâu, anh thương nhớ ai. Bao đêm cô đơn vắng. Cho đôi ta bên nhau mãi thôi, cho hạt mưa rơi hết buồn. Tình yêu như cánh chim trời vụt bay theo gió mãi trôi, để bao thương nhớ ông đâu má. Chị ơi em bị chập một tuần á à, chị ơi con trợ lý em nó cầm chòi bấm rút vô nó nhem nhem em, cái em chữ nó em kêu nó là con cái nó chạp em á à, một tuần luôn á. Bữa giờ em cày uống công á, bữa giờ em cày lên được 8 ca mấy tim rồi, còn thiếu có 1 ca rưỡi nữa là em đủ em. Bây giờ chạp 7 ngày, còn 2 ngày nữa cho em cày đúng 1 ca dữ đây. Giờ tháng này em không đủ nhiệm vụ, em không được thưởng nữa à. Tặng anh bay hẹn yêu anh, em đang sầu quá, từ từ được không? Cho em khóc cái đi. Cho em khóc hết cho đi em hát, nhưng mà em không biết bay hẹn yêu anh ơi, để em coi thể biết không đã. À, buồn nghe nè, buồn buồn lắm. Kiếp đàn 82 của đại ca.
Nãy giờ chị đi kiếm em à. Em cảm ơn chị đã nhớ tới em. Cô bé ngậm ngực đi. Giờ có cách nào mở ạc nhanh nhất mọi người? Chị ơi, có cách nào mở ạc nhanh nhất có thể? Quý vị và các bạn ơi, chẳng có một ai đánh thức trái.
sắp xỉu rồi, bốn sắp xỉu rồi mọi người. Bé bốn bánh bao sắp xỉu rồi. Cũng cầm cày trái tim từ bữa giờ á. Sợ không có thưởng tháng này luôn á. Quên bé bốn bánh bao là gì nữa trời. Những lúc mềm buồn anh đến bên cạnh, muốn cho em bờ vai. Những lúc anh buồn em tự trách mình chẳng che chở được anh. Những lúc bay cười ta bỗng yêu đời, thấy thương bay nhiều hơn ước mong. Thời gian sẽ đứng lại ngày khoanh chị ơi, em hát cho mấy đứa nhỏ nha. Chị em không có kêu chị bằng bay đâu. Em hát, em chọc mấy đứa nhỏ nha em. Bé ăn đi bé, xin lỗi chị cho hồi nãy em còn chạy nước miếng chứ bây giờ dâng cái dĩa cắp trời trước mặt em không thèm một miếng nào mặc dù nó đắng như là em không còn muốn thèm thuồng gì nữa luôn á chị, không một chút nào mà thân vắng như nó luôn. Công ty nói là có thể là ngày mai mới biết kết quả. Chỉ vì một miếng chai mà bị chập bánh ngay. Trời trang nước mắt á. Cứu em á. Quý vị và các bạn ơi, em buồn quá mà bé buồn quá.
Hai ngày sau cày lại được bù dòm muốn chết luôn. Hôm bữa giờ em lai sáng đi, em lai bằng ngày, lai bằng tối, chị để đủ giờ. Ê, mới được có 50% mà bây giờ chập 7 ngày rồi chừng nào mới đủ. Thôi bé buồn đừng buồn nha, đừng buồn mà được chắc. Hay là mình tranh thủ thời gian này mình nghỉ ngơi ta. Nói vậy thôi tự an ủi bản thân luôn, buồn lắm mọi người ơi, đau lòng lắm, không có đi nổi đâu. Đại ca chửi gì mà sập. Du lịch đi bé bụn, nhưng mà bé bụn không có tâm trạng để bé bụn đi du lịch. Bé bụn rất buồn. Chào. Nước mắt chăng TikTok. Coconut nữa, còn chữ nữa. Một lần làm lỡ dẫu em có lỗi lầm, không có TikTok em sống sao. Đừng nói xa nhau hả? Biết bà đã biết hát âm đừng nói xa nhau. Xa nhau. Đừng nói xa nhau hát sao? Trời đất. Bolero really? Really? Bolero. Giỡn hay thiệt vậy, kêu tôi hát bolero rồi lấy. Đừng nói xa nhau hồn đau khổ, đừng nói xa nhau cho mắt lệ. Anh ta mình biết hát mở nhạc như thiệt vậy, không biết bài này. Dạ em xin lỗi ạ. Giờ ta làm cái gì cũng là trò đùa của tụi bay hết đúng không? Tao biết, tao tự biết, tụi bay đừng có cười nữa. Tao tự biết ta là trò đùa của tụi bay rồi. Mọi chuyện không như TikTok nghĩ đâu. TikTok ơi mở ăn cho em đi. Em lỡ miệng tôi chứ có bao giờ em chửi mày đâu. BK đại ca ơi, cái ăn này có follow ai đâu mà BK có follow, nhưng mà người ta đâu tìm follow đại đâu mà BK. Duyên phận ấy lịch hả? Ừ, ăn này hát được đấy. Duyên phận ấn lịch. Lỡ xong rồi anh lỡ cay. Duyên phận ấn lịch. Duyên phận. Em hứa với chị là một tháng. Không, không được. Hết tháng này, từ giờ tới cuối tháng em không ăn xoài nữa. Hứa với chị cắt. Cắt nha. Cắt. Từ giờ tới cuối tháng này em không bao giờ ăn xoài mắm rút nữa. Hết tháng này em không bao giờ ăn xoài mắm rút đâu. Hứa. Danh dự. Đợi em. Đổi ăn. Dạ. Trước khi đồ ăn miếng đó bắt đi. Không, em hứa rồi. Không ăn là không ăn. Phụ lòng người cho có phụ lòng nữa. Qua tháng em mới ăn. Như tháng này mà không ăn xài bấm nhút nữa đâu. Tháng này là tháng Tây nha. Bữa nay 19 nha. Tao chịu quá. Hứa luôn á. Duyên phận ấy lịch đâu rồi. Không, tôi không ăn. Ê, chị tiếp vô rồi, chị tiếp được nghe những phần ấn lịch nè. Chị ơi, ở im đó nha. Chị Hà ơi, ở im đó nha, nghe em.
đừng chạy. Teacher, mother, drop tear by love.
Đại đại ca biết chị cả comment là hết bài rồi hả? Là hát dữ chưa? Hát đó, một bài hát rất vui. Một ca bốn có người nghị lực. Hồi má ơi hết rồi, mừng quá. Mất 100 view. Truyền oxy gấp cho mấy chị cả. Thuyền kiếm á đại ca, bây giờ trời kiếm ta cũng không được nữa chứ đừng nói thiên. Thiên baby là cái gì? Giờ có bốn màu thiên đi đại ca, tao không có rảnh giờ này, tao không muốn mấy cây giờ này, tao chỉ muốn mệt, nhức đầu, muốn khóc thôi. Thiên baby là ai? Tao không quen, đừng có kêu thiên baby gì ở đây, khúc đẹp khủy. Đeo tai nghe vô tao nói nó phê. Em cười nhưng mà lòng em rất đau đớn mọi người ơi. Em cười vậy thôi, mọi người thấy em cười vậy thôi không hẳn là em vui đâu. Kiếp nạn của đại ca, ừ nó đấy. Bụng đang đau trong lòng, đúng vậy, lòng bụng đang rất đau đớn. Úi giờ các bạn ơi, bụng đau. Bụng đang suy nghĩ là bụng có nên hát tiếp không, hay là bụng bụng nên đi qua này được nè, hát thử qua này đi. Chửi cái nữa coi nó sập không hả? Bây giờ mình nên chửi cái nữa không? Lòng yêu karaoke biết gì mà dở. Bụng đang hờn cả thế giới, đúng rồi đó. Người bỗng đến bên em và một cái beat này cũng dở nữa. Tao tức thiệt. Ừ, beat này đúng rồi nè. Tưởng không like hả? Không phải là không like, mà chỉ là chuyển từ ạc like này sang ạc like khác thôi. Người bỗng đến bên em vào một hôm nắng xanh người. Tay nắm tay nhưng từng quên muốn kiếp trước. Người nói với em bao lời em mãi trên đời. Và rồi như giấc mơ em ngủ quên.
em xinh như cánh hoa tươi. Sao yêu thương còn xa mãi theo cánh hoa hoa em già rồi. Na 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 tay nắm tay ta cùng nhau quên kiếp trước. Người nói với em bao lời em mãi trên đời, để rồi như giấc mơ em ngủ quên. Tìm mặt phụ của đại ca này, giờ đại ca có đăng trong group mà. Bốn buồn quá, bốn sầu quá, bốn không muốn làm gì hết. Bốn bây giờ bốn chỉ muốn nằm thôi. Bốn mệt mỏi, bốn chỉ chết rồi. Mở Vina House dậy đi, bốn bây giờ dậy cũng không nổi luôn à. Check inbox của bé Trơn đi, bốn bốn ok. Ủa? Inbox của Trấn ở trong ở đâu? Ở trong IG hả? IG hả? IG hả Trấn à? Đâu? Văn Dương. Quá đâu? Vậy là mình vô gia cư một tuần hả mọi người á? Ở bên đây nè. Ủa Văn Dương hay là Bạch Dương? Nhớ Văn Dương mà đúng không? Chị ta không thấy vậy? Chị ta không thấy tin nhắn vậy? Có thấy Văn Dương đâu? Thôi vô tin nhắn chị ba mong vậy. Ủa thấy đâu? Đại ca buồn em cũng buồn hả? Thì có hay là tụi bay thấy tao buồn xong tụi bay cười với mặt tao. Tụi bay ghê lắm, tao không tin. Tụi bay toàn cười với mặt tao không à? À đại ca thấy rồi. Ok nha, ok nha, ok nha. Ok. Buồn đi nhậu em ơi hả? Em không biết nhậu ở đây à. Buồn hay em buồn em đi, em đi, em đi, em đi, đi không mà chứ buồn gì mà nhậu.
là ăn buồn rồi phải đi đập đé rồi về gió chứ nhậu nhẹt gì, bởi anh thấy em ốm không? Cam đi đập đé không à? Biết đập đé không? Phải không? Phải không? Phải không? Sập nữa. Anh nói xà lơ. Hồi sáng nó có người vô comment cái gì nhìn như con nghiện nói đâu gì nữa. Mai lên báo. Em buồn, em đang buồn lắm. Nhưng nếu anh không phiền thì mở ạc giùm em. Em đang buồn lắm. Trời ơi, điện thoại kia của em đâu? Như chị cầm á. Lấy giùm em. Em đang buồn lắm, nhưng nếu anh không phiền thì cho mượn đôi bờ vai. Em đang buồn lắm, nhưng nếu anh không phiền thì mở ạc giùm em. Sập rồi chứ sao? Một đôi bàn tay ấm áp có thể lau nước mắt cho em mỗi khi em sập lại. Nhưng em biết sẽ rằng là ngu ngốc khi em nói ra câu này anh ơi à. Nhưng em thật lòng muốn biết, nếu anh không phiền thì mở ạc da cho em nhé. Em không muốn ăn uống gì hết đó chị ơi, đừng. Em tới giờ đói rồi đó. Bây giờ làm sao để khiếu nại đây? Em bấm kháng cáo đây, bấm khiếu nại đây. Em không biết kháng cáo chỗ nào nè. Hỏi bé nó có cái từ TikTok. Từ TikTok xem trạng thái báo cáo của bạn. Không vi phạm. Ủa là sao? Ạc là đây. Đúng em. Mà được kháng cáo chỗ nào trừ? Hỏi bé đó. Em đã buồn lắm. Kháng cáo chỗ nào em ơi? Kháng cáo chỗ nào? Ê, cái này cũng chí mẹ. Kháng cáo chỗ nào? Cái này cũng chí mẹ. Kệ. Bây giờ là ai đâm khe giờ từ ai cũng được hết lắm. Minh nhức đầu lắm rồi. Khúc này đừng ai nói gì tôi chừng. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà sầu với nhớ. Tôi hết rồi. Hết thật rồi. Buồn mà nhìn cũng hài nữa. Tôi biết tôi là trò đùa của mọi người mà. Đời này bị cấm quá trời luôn. Anh TikTok ơi, em xin anh đó, anh TikTok ơi. Cái gì mà icon video vậy? Bạn có thể phát live và tham gia phiên live với tư cách khách kể từ ngày 26 tháng 9. Còn gì nữa đâu mà cấp với sầu. Còn gì nữa đâu mà chầu với nhớ. Tôi hết rồi. Bây giờ mình hỏi ai được ta? Hỏi thử anh này kìa, hôm qua anh này bị ban có 20 phút rồi. Dạ hả? Ừ, hỏi thử coi xem. Anh này bị ban 20 phút là đúng rồi, anh này có nói vậy đâu.
Không ăn thì cũng nói gì đó. Ali làm hành động. À, Ali. Ali ơi, chị hỏi cái này ơi, cứu chị, cứu chị. Chị sập một tầng rồi, chị sập một tầng rồi. Có cách nào mở không? Muốn ơi là muốn, muốn ngu ngáp này. Người đàn bà nôn nấp. Đang lại mà hỏi ai chỉ cho mới vô. Không biết đại ca làm gì mà chập vậy, đốn xem. Từng đó trời ơi là trời. Why? Buồn ngủ quá, hay là mình đi ngủ trời. Ê, tính ra cái ạc này treo ngủ ngon ha, hay là mình treo ngủ ta? Chơi không? Tối nay treo ngủ không? Chơi. Vậy tối nay treo bạn này ngủ nha. Ok. Vậy để đổi điện thoại like ra. Like bằng cái này. Bé bụn bánh bao thêm tài khoản. Chết rồi, cái bạn này để gì ta quên rồi. Tôi đâu có nhớ. Tắm để kia luôn. Tắm kia ngay bữa. Cái hạt này quên tiêu bay ở bay gì ha. Hạt này là gì ta? Đầu với em thì em cũng nhức đầu với em nữa. Cái kháng cáo nhưng mà bên mấy kia bấm không được không? Chứ không được. Chị bấm lại á. Chị bấm rồi mà. Bấm không? Bấm được không? Bấm rồi mà. Nhưng mà không được. Chị không được. Cũng dài dàng nhé, nhưng kêu không được kìa. Bắt đầu. Chị bấm khiếu nại đi, không để em bấm qua. Bấm khiếu nại rồi. Chị bấm rồi mà. Chị bấm rồi mà. Em hồi nãy em bấm mấy lần không được. Nè. Khiếu nại không được phê duyệt. Đeo cổ quá. Cho mượn điện thoại đấy. Không nhẹ em gọi gì hết trơn. Làm gì? Nó làm à? Điện thoại đây mà. Nhưng mà em làm gì? Mẹ em gọi. Em tức quá. Em gọi liên tục. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Dạ thế là chiến này ai cứu tôi, ai cứu, ai cứu tôi đây. Thôi cha cha. Bây giờ từ nào em nghĩ trong đầu đầu tiên? Hả? Bây giờ từ nào em nghĩ trong đầu đầu tiên? Chalet. Chalet. Đi. Đi chalet. Ừ.
để mai công ty bán xem sao. Ăn ngủ viên sức hả? Ừ. Nên gì? Không ấy, biết đăng mai được mở mai lai ngày đêm luôn. Ủa mà người cho hỏi ăn phụ của chị Xíu không phải, không phải đâu, phát lại á. Nickelodeon phát lại á, chứ không phải ăn phụ gì đâu, không, không, không. Không. Đây là bún đúng rồi, đây là bún. Bếp bún bánh bao. Nó không cho mở biết hay luôn nè. Ừ, đó báo đi chị, báo người ta đi chứ. Bánh bao giữ chưa, bánh bao giữ rồi đó. Cha bị chập vậy chị hả? Tại chị ăn nói nhẹ nhàng quá đó. Tí Thiên mời đại ca ạc này có mở, có mở bi khay ra mà mợ. Người ta còn chưa mở pháp bi khay cho anh nữa. Mà cái gì mà mợ. Loa cho mọi người, bây giờ em đi tắm cái đã. Tắm sớm nghỉ sớm cái này em đi cả ngày rồi. Có gì chút nữa em có like thì em báo nha mọi người. Bye bye mọi người. Bye bye. Bye bye mọi người. Mọi người ơi.